Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 7 tháng 9, khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa to đến rất to. Dự báo ngày và đêm ngày 7 tháng 9, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày và đêm ngày 7 tháng 9, khu vực từ Nghệ An đến Bình Định, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa dông diện rộng. Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong khoảng từ 10 đến 11 giờ ngày 7 tháng 9, khu vực tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa, có nơi trên 30mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt các huyện Bảo Yên, Bắc Hà.